Chào các bác, hôm nay em lên cho các bác hai mẫu đầu băng cối ngon bổ rẻ trong cái tầm tiền. Đây là hai cái model được rất là nhiều các bác lựa chọn trong cái tầm tiền, trong cái phân khúc những cái em máy có thể nói rằng ngon bổ rẻ dưới chục triệu đồng. Hôm nay thì rất là may mắn em có về được hai cái model Tech A 2300, 2500. Đây là hai cái model đàn anh em của nhau. Thì nó sẽ có một chút cái sự khác biệt thôi. Đấy, còn lại thì nó như nhau. Em sẽ quay chi tiết cho các bác cả hai cái chiếc này. Đây là hai cái dòng máy nhỏ gọn của Tech. Nhỏ gọn nhưng mà lại có võ, chất âm không thua kém gì những cái đàn anh như là 4300 hay là 6300, 6100. Dòng này thì đều sử dụng cái động cơ là 3 motor. Không khác gì những anh lớn. Vậy cho nên cái phần vận hành của nó có thể nói là rất là mượt mà, rất là bền bỉ và rất là ổn định theo thời gian. Đặc biệt là cái mức giá của nó thì quá là dễ dàng cho các bác tiếp cận. Hai em này thì thiết kế nó tương đồng nhau các bác nhé. Chỉ có điều là em 2500 thì cái chân nó cao hơn một chút, cho nên các bác nhìn cái phần máy nó sẽ tổng thể nó sẽ cao hơn. Còn lại thì nó y chang như nhau. Đấy, y chang nhau. Nó cao hơn là bên trên nó có một cái thanh cửa sổ đen này này. Đó. Đấy, và cái phần chân nó cũng cao hơn một chút. Đối với cái dòng 2300 thì nó sẽ sử dụng động cơ 3 motor, 3 đầu tư. Đấy, chạy 1 chiều bằng 3, bằng 5, bằng 7 inch. Còn cái dòng 2500 thì cũng như thế. Chạy 3 motor, 3 đầu tư, chạy bằng 3, bằng 5, bằng 7 inch. Nhưng nó có thể chạy được autovert 2 chiều. Đấy là cái điểm khác biệt duy nhất của hai cái dòng máy này. Còn lại về bố trí, sắp xếp linh kiện cũng như là chất lượng âm thanh thì em đánh giá nó như nhau, không khác gì. Hai máy này thì hôm nay bên em về trong tình trạng đẹp xuất sắc và zin 100%. Đây là những cái phần tấm lắp lưng em đã tháo sẵn ra để quay cho các bác chi tiết cái phần nội thất ở phía sau. Đây các bác xem, hai tấm lắp lưng còn rất đẹp. Cái phần bảo vệ quạt gió đây làm rất là kỹ lưỡng. Bây giờ thì các bác chúng ta cùng em tiến cảnh để chúng ta quan sát chi tiết cái chất lượng hai em máy này. Đấy, đầu tiên đó là về phần em Tech 2005 nhé. Đấy, em này thì hình thức cũng siêu đẹp luôn. Đấy, mặt mũi không chảy xước, nét căng. Đấy, model 2005 đây, các bác có thể thấy không? Quá đẹp luôn. Đấy, phía bên dưới thì chúng ta sẽ có cụm đồng hồ vu kép này. Đấy, trông rất là nổi bật, cổ kính. Đấy, các cái chi tiết bánh tỉ đây còn quá mới, tay cơ, mặt mũi đẹp. Đặc biệt hai hồi gỗ thì sang trọng, không có sứt mẻ, không có bể lở. Đấy, tiếp theo thì em 2003 cũng y thế, không có khác gì luôn. Đấy, y thế luôn. Đấy, các bác xem. Đấy, em sẽ ngửa ra một chút cho các bác xem rõ hơn. Đấy ạ. Đấy, mặt mũi không chảy xước luôn. Đấy, sáng, nét căng, đẹp hoàn hảo. Hai hồi gỗ cũng là xuất sắc nhá. Đấy, em sẽ quay luôn cái phần phía sau để cho các bác so sánh cái phần nội thất của cả hai em máy này. Đây, em sẽ zoom ra xa một chút thì các bác có thể thấy là phần nội thất của cả hai máy đều bố trí như nhau. Chúng ta sẽ có phần motor chính ở chính giữa. Bên trên nó là nguồn, hai máy sắp xếp y chang như nhau. Còn hai bên đó là hai motor quấn. Bánh đa nằm ở bên trái. Các cái chi tiết linh kiện được bố trí sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Đối với em 2003 này thì sử dụng nguồn vàng, 2005 sử dụng nguồn đen. Đây các bác xem, còn quá mới, sắt xi 7 màu. Đấy, hình thức đẹp, nét căng luôn. Máy móc bao zin nguyên bản, tuyệt đối cho các bác yên tâm sử dụng. Đây, ruột gan này, rất nhiều các chi tiết bố trí này. Đấy, khung sườn nguyên khối, hợp kim nhôm đúc nguyên khối, hình thức còn rất đẹp. 2005 cũng thấy á, xuất sắc luôn. Đấy, các bác xem, đẹp và nét căng. Đấy, máy nào thì cũng có một đường line in và một đường line out như nhau luôn, về cấu trúc như nhau luôn. Bây giờ em sẽ test máy cho các bác chúng ta cùng nghe. Trước tiên thì em xin được báo giá. Đối với em Tech 2003 thì giá sẽ là 7.500.000 đồng. Và em Tech 2005 sẽ có giá là 9 triệu đồng. Cơ sở bên em có địa chỉ tại phố Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Giao hàng đi toàn quốc. Đấy, giá này thì không bao gồm băng
xương băng các bác nhé. Giá em báo toàn bộ là giá máy và phí ship thì bên em không bao gồm phí ship. Đấy, các bác có nhu cầu alo trực tiếp cho em. Bây giờ em sẽ test chất âm của cả hai máy để các bác thưởng thức luôn. Em sẽ mở lớn âm lượng lên một chút. Các bác đang được nghe chất lượng trên em đầu Tech A2300. Lát nữa thì em sẽ chuyển băng qua và test chiếc đầu 2500 cho các bác xem. Chất âm rất hay, tiếng nó mộc mạc. 7.500.000 em, các bác chơi em này thì ngon bổ rẻ. Tiếng nó mộc hơn Akai rất nhiều. Akai phải chục triệu thì mới ra được cái chất như này các bác nhé. Tách thì có 7.500.000 thôi, rất hợp lý. Mọi chức năng thì bên em đã test vận hành hoàn hảo, căn chỉnh đầy đủ cho các bác chơi. Bây giờ em xin phép chuyển qua em 2005. Các bác đã chờ em trong giây lát, em sẽ chuyển băng đúng cái băng này qua em 2005 để em test cho các bác nghe chất âm. Thực sự là nó không có cái sự khác biệt đâu ạ. Các bác có nhu cầu hay là chúng ta có cái tầm tiền nào thì chúng ta sẽ lựa chọn em máy đó. Như vậy là em đã bắt đầu em chuyển sang em 2500 để cho các bác chúng ta cùng nghe. Có lẽ để khách quan hơn thì em sẽ tua lại cái bài vừa rồi để cho các bác nghe cùng trên một bài nhé. Các bác nhé, cũng là test cái chức năng tua máy luôn cho các bác xem. Đánh giá thế nào về chất âm hai em này? Đây là những cái dòng sản phẩm ngon bổ rẻ, cũng không mấy khi mà
chọn lựa được những em hàng đẹp như này. Các bác nào đang có nhu cầu cần tìm những em đầu gối tầm tiền, nhanh tay alo cho em. Tech A 2300 là 7,5 triệu và Tech A 2500 là 9 triệu. Ở đây thì em sẽ test chiều ngược lại luôn. Máy này chạy được 2 chiều. Vận hành hoàn hảo luôn. Mọi nhu cầu mua sắm thì các bác hãy cứ alo trực tiếp cho em. Cảm ơn các bác rất nhiều.